Vừa qua, tại chương trình Nói đi ngại gì, diễn viên Nam Thư đã xa re về quan điểm yêu đương của cô. Dù tôi gọi điện mượn tiền quách Ngọc Tuyên 400 triệu không thắng lợi. Tới bây giờ, tôi đã trải qua ba mối tình. Ba mối tình này là dài lâu chứ không hẳn chớp nhoáng. Tôi không yêu ai dưới 2 năm hết. Tôi không tồn tại kiểu yêu một anh đi tuần ngừng chán rồi nét. Bắt đầu một mối quan hệ, tôi phải bền dững dài lâu với nó. Nhiều người cứ nói đàn bà thì đừng nên yêu nhiều quá, ăn đi mối tình là đủ rồi. Nhưng tôi nghĩ, tình yêu giống bớt phết, dọn ra nhiều món, đừng có kiểu bỏ cả triệu ra đi ăn rồi nhào ăn đô cơm chiên cho no. Yêu cũng thế, đừng có mà mới yêu đã dập anh đô yêu say đắm rồi đòi cưới luôn luôn. Cứ gì mới phát sinh vấn đề rồi chia tay. Yêu là phải nhấn nhát, thưởng thức những kiểu khác nhau, rồi mới tăng cơm chiên sau cuối để no cái bụng. mối tình dài nhất của tớ kéo dài ra hơn nửa sáu năm với quách ngọc tuyên ai cũng biết lên hết mặt báo chúng tôi chia tay văn minh đến giờ vẫn làm bạn hỗ trợ nhau sau khi chia tay quách ngọc tuyên tôi rút ra kinh nghiệm là đừng nên yêu quá sáu năm chỉ dịp yêu hai năm thôi vì yêu lâu thì quá hiểu nhau có khả năng sẽ bị chán không còn gì khác mê hoặc để hướng đến sâu hơn sau hai năm chúng ta tiến tới hôn nhân rồi hướng đến tiếp lúc đó hôn nhân trói buộc rồi thì buộc phải gật đầu hết cái tốt của nhau. Nhân tiện tôi nói luôn luôn, dù tôi gọi điện mượn tiền Quách Ngọc Tuyên 400 triệu đợt trước không thắng lợi. Chắc Quách Ngọc Tuyên biết tôi đồ chứ tôi mà mượn tiền sẽ không còn gọi điện như vậy. Mọi người cứ nói tôi là kiểu tình một đêm này nọ. Mọi người cứ nói tôi là kiểu tình một đêm, bác gì này nọ, nhưng không hẳn. Tôi không hẳn kiểu gái tình một đêm. Tôi đã yêu lại yêu cắm đầu, yêu đập đầu, yêu sống yêu vết. Sau khi chia tay, tôi sẽ nguôi ngoi rồi mở lòng cho những người khác. Khi chia tay, tôi rất vui vì đã sống hết mình với chúng ta, không tồn tại gì luyến tiếc. Mối tình đầu của tới năm 19 tuổi, mọi thứ đều là màu hồng, mới mẻ, mơ mộng, khám phá. Tới 25 tuổi, tôi yêu khác anh qua 30 tuổi lại khác nữa hiện tại, để tôi yêu một người thì người đó phải khiến cho tôi nể. Tôi tự làm được nhiều thứ từ bạn dạng thân mình, bằng tiền của mình, nên không cần ai chu cấp. Bởi vậy, tôi khó tìm tình nhân, vì tôi quá mạnh mẽ, quá độc lập. Ai yêu tôi cũng sợ tôi sẽ rời chúng ta vì tôi không cần chúng ta che chở. Với sắc dốc của tới, tôi có đơ kiếm tỷ phú dễ dàng, nhưng tôi không chịu được kiểu đó. Và tỷ phú cũng không thích kiểu như tôi. Tôi sẵn sàng làm mẹ đơn thân. Tôi sẵn sàng làm mẹ đơn thân nếu không tìm được tình yêu, chuyện này không tồn tại vấn đề gì cả. Tôi thao tác luôn luôn có kế hoạch, kế hoạch lấy ông xã thì ra sao, có con sẽ ra sao. Tôi đủ thoải mái tự tin rằng mình hoàn toàn có thể làm mẹ đơn thân, đủ nuôi dạy được một đứa trẻ thành người tử tế. Nếu có ông xã thì được, mà không tồn tại cũng chẳng sao. Nhiều người nói tôi nên nghĩ ngược lại, con mà hoàn toàn không phụ dương là không ổn. Nhưng tôi thấy, một đứa trẻ cần tình thương, quan trọng là tình thương mình cho nó ra sao là được rồi. Đến độ tuổi nào đó, tôi sẵn sàng nói với con tôi rằng phụ dương nói là ai, hoặc nói được thụ tinh nhân tạo ra sao, khiến cho con hiểu. Phụ nữ có quyền yên cầu, nhưng yên cầu phải khéo léo. Ví dụ, khi người đàn ông tặng kèm bạn một túi sách hiệu, bạn phải tự hỏi giá trị của khách hàng nằm ở đâu, có xứng với món đồ đó không? Yêu là phải có tình phí. Với văn hóa truyền thống Việt Nam, đàn ông luôn luôn là người trang trải. Bản thân tôi cũng từng yêu từ lúc sinh viên khó khăn, cả hai đứa phải cùng trang trải, chứ không hề kia nào cũng yên cầu tình nhân này nọ trước giờ tôi yêu ai đều không màng kinh tế, giàu nghèo, hay lời người này người kia, chỉ việc hợp nhau, có cảm xúc là sẽ yêu.